Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dành chút thời gian. Hôm nay thứ bảy anh em trực tiếp không có học, cho nên là tôi sẽ quay một video về cái fix một cái fan bền dùng máy đeo. Cũng có khả năng là chúng ta sẽ gặp trong trong quá trình chúng ta sửa chữa. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm cái các nguồn vào, các bạn để ý nó sẽ có một cái bền như gì rất là lạ. Đây là một cái men của người anh học viên. Thì tất nhiên anh ấy báo là khi mà cắm dắt nguồn vô, đo ở đâu nó cũng là 19V. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ cắm vô và tôi đo thử xem. Rồi, chúng ta mở nguồn lên, mở máy cấp dòng lên. Thì ở đây các bạn thấy nó đang dòng là 0.005 và cái điện năng tiêu thụ của nó là 0.10W. Ở đây các bạn thấy nó là 20V ha. Thì bây giờ tôi sẽ đo ngay vị trí này nè, ngay cái vị trí dắt nguồn vô. Đó, các bạn thấy nó có cái chỗ khác biệt, đó là chỉ có 13V thôi, 13.6V thôi ha, 13.6V. Đó, như vậy là trên main board chúng ta đang bị gỉ một con tụ nào, hoặc là bị chập hay là cái gì đó. Chạm thì không chạm rồi, nhưng mà trường hợp này là nó gỉ, nó làm cho cái điện áp chúng ta bị sụt ha, tụt áp. Rồi khi mà chúng ta đo bên ngoài, các bạn thấy khi tôi mở nguồn, tôi đo ở bên cái dắt, tất nhiên là tôi đo cái dắt nguồn âm dương, thì chúng ta thấy là đủ 20V ha, đủ 20V. Thì nó có khả năng trục chặt một cái linh kiện nào đó. Thì bây giờ tôi sẽ mở một cái sima lên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái đường đi của nó là từ cái dắt DC ha, từ dắt DC. Thì chúng ta dắt DC, nó có ký hiệu. Bây giờ tôi sẽ kéo đến cái dắt DC luôn cho nó nhanh. Vậy là đây là best, PBest chính là cái dắt pin. Còn đây là cái nguồn adapter chúng ta cắm vào. Thì các bạn thấy ở đây á, là nó có những cái tụ tụ lọc ha, tụ lọc. Bây giờ tôi sẽ tách cuộn dây phên là một ra thử, và tôi sẽ đo. Tôi tách ra thử và tôi sẽ đo để xem là có cái trục trặc gì không. Rồi thì chúng ta nhìn đây, đây là VL1 nằm bên phía này. Bên phía này. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy ra. Để hiện tại nếu các bạn nào có đam mê và muốn học sửa chữa phần cứng máy tính, hiện tại tôi đang còn một chỗ trống học sáng chiều. Đây là một chỗ phù hợp cho tất cả những bạn nào học tổng hợp, lớp tổng hợp PC, laptop, Vega ha. Và cũng còn một chỗ đó là học thứ hai, thứ ba, bốn, năm, hai thứ hai, thứ ba, thứ tư, còn một chỗ một tuần 3 buổi cũng phù hợp cho chúng ta học lớp tổng hợp ha, tuần 3 buổi. Rồi bây giờ tôi sẽ đo lại ha, chúng ta cảm giác nguồn được. Rồi tôi sẽ vệ sinh cái này cái đã. OK. Chúng ta mở lên, mở máy cấp dòng lên và chúng ta đo bên cái đầu từ adapter đi vô, nó có trục trặc gì không? Rồi, đầu từ adapter đây. Đây là đủ 19V ha. Như vậy là có khả năng cái đầu bên từ cái cuộn dây đầu số 2 đó. Đầu số 2 nó có trục, nó có những cái linh kiện nè, các bạn thấy bên đây nè. Đầu số 2 nó sẽ không có, nó bị tuột áp. Rồi bây giờ tôi sẽ đo cái trở kháng của nó thử xem. Tôi sẽ đo trở kháng đầu số 2.
các bạn thấy chợ khá đó, à, nó chỉ là 1.2. Rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ câu dây từ bên đầu số 2 và tôi sẽ cấp thẳng 19V bằng máy kích nguồn thử xem nó có chạm chập gì bên linh kiện hay không. Rồi, ok, tôi câu như thế này. À, tôi câu đầu cuộn dây bên đây và tôi câu cái chân mát vô. Dùng cây kẹp mỏ cá sấu ha. Thì tôi cho điện áp hiện tại đang là 19.3 19V đó. Thì các bạn thấy tôi đo này. À, ok, như vậy là nó đủ điện áp. Tất nhiên là có vấn đề ngay cuộn dây này các bạn. Như vậy là cuộn dây, à tôi phát hiện rồi. Cái cuộn cảm chúng ta nó bị giống như là nó bị đứt cái đầu ha, đứt cái đầu tiếp mà tiếp nối á, thì chúng ta thấy đây. Các bạn thấy ha? Đây. Đó, có một đầu bị đứt này. Cái này là rất là khó phát hiện, bởi vì nếu mà chúng ta sơ suất mà chúng ta không để ý kỹ á, à, nó bị như mày á, các bạn thấy chưa? Cho nên là khi mà điện áp với dòng tải nó đi qua nó làm cho tuột ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thay một cái cuộn dây khác nha. Rồi, chúng ta bỏ này ra đi. Tôi sẽ câu dây chì qua luôn. Chúng ta sẽ cắm nguồn adapter vào, máy cấp dòng vào. Thì ở đây chúng ta sẽ thu được bao nhiêu đây? Ok, do phần mềm lỗi nó hiển thị thông tin không được. Bây giờ tôi sẽ đo thực tế cho chúng ta thấy luôn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thu được cái điện áp bao nhiêu đây? 10 cũng là 13V. À, các bạn thấy rất là lạ ha. Cũng là 13V. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân tiếp. Cứ câu đó qua là nó bị tuột, còn 13V. Thì bây giờ là tất nhiên là bên đầu cuộn dây là trang số 2 nó đang có trục trặc gì đó. Đó, hoặc là cái linh kiện nào đó, thường là IC sạc ha, thường là IC sạc, chúng ta sẽ đi tìm cái nguyên nhân của nó. Khi các bạn thấy là chúng ta đi điện áp từ adapter đi qua cái phê là một lấy tên pin nè, các bạn phải tìm cái lệnh pin ha, nó sẽ đi các bạn thấy là ở đây là nó đi tới bên con phê quy 700 ha. PV 700. Và đi qua đây là chợ quá dòng. Rồi chúng ta xem thử là cái nguồn đầu vào á được mở từ IC sạc hay là qua cầu chợ này hay là qua hai con FET quản lý sạc. Rồi, như vậy là nguồn đầu vào chúng ta chính là tên B cộng này. Đó. Nó được mở từ IC sạc. Đây, hai các bạn mở từ IC sạc. Rồi bây giờ cái nguyên nhân mà khi mà chúng ta câu cuộn dây vào nó tuột áp còn 13V.
Bây giờ chúng ta sẽ từng linh kiện. Tôi sẽ tách thử con chợ quá dòng ra ha, tách thử con chợ quá dòng ra. Rồi, tôi sẽ tách con chợ quá dòng ra. Rồi, chúng ta sẽ mở cấp dòng lên. Chấm 5. Rồi, tôi đo ngang chảo quá dòng. Đầu bên đây. À, nó chưa đổ qua. Tất nhiên lúc này là nó chưa đổ qua con phét ha. Nó chưa đổ qua con phét PQ701 ha, PQ701. Thì ở đây chính là con PQ701 nằm kế bên chảo quá dòng. PQ701 chúng ta thu đó là chân S và D. Đây là cái thuận. Chúng ta đo chân S bao nhiêu đây? Cũng là 13V. 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 Rồi, tiếp tục xử lý. Rồi, cuối cùng thì tôi cũng gọi là tìm ra nguyên nhân, đó là nó lỗi con PQ1 và PQ2 nha các bạn. Ở đây chúng ta thấy những cái nguồn pin nè, nếu mà nó đi qua những cái linh kiện này, có khi những con chợ hay cầu phân áp tại cái vị trí PQ1B và PQ1A. Đây là con IC8600, nó chứa hai con MOSFET nghịch ha, hai con MOSFET nghịch nằm bên trong nó. Thì các bạn đã thấy ở đây, khi mà tôi remove con này ra, tất nhiên nó nằm ngay vị trí này ha, nằm ngay vị trí này, rồi nằm ngay vị trí bên phía sạc. Thì khi mà tôi remove ra đó, thì tôi đo lại cái điều kiện của khối nguồn adapter đi vào. Thì các bạn thấy đây, khi tôi mở mấy cấp dòng lên, ở đây chúng ta thấy là nó đã đổ qua được, đó là nhiêu, 17.8 ha, 17.8 đó, 17.8. Ở đây tôi cho cái máy cấp dòng của tôi là 20V, còn 17.8. Như vậy là nó còn những cái con linh kiện nào nữa đó, nó kéo luôn cái khối nguồn adapter chúng ta nó tụt chút xíu nữa. Bây giờ tôi sẽ tìm cái nguyên nhân nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ thay vô thử thôi. Thì có cái men giống là tôi thấy thì sẽ có luôn nha. Đây, y sẽ sạc người ta nó như gì nè các bạn. Đó, các bạn thấy là nó đâu có bị nổ luôn ha. Rồi, tôi sẽ hẹn vô thôi. Rồi, chúng ta thấy là nó mới tinh ha, 952 đó, nó mã là 952. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm nguồn vô.
ta mở gấp vòng. Rồi tôi sẽ đo lại ngay cái nguồn đầu vào này, vẫn là 13 V. Ồ, vẫn là 13 V 89, 13 V 89, xíu áp rồi các bạn, 13 V 89, 13 V 89. Ok, bây giờ chúng ta đo thử xem luôn cái nguồn đầu vào nó mở ra chưa, B cộng ngay vị trí là VL 701 à, ngay đây luôn. Không được, tất nhiên là thiếu áp adapter cấp vào nuôi cho IC sạc thì đương nhiên nó sẽ không thể nào tạo ra được cái khối nguồn B cộng được ha. Rồi tiếp tục tìm nguyên nhân tiếp. Bây giờ là IC nó nổ rồi, có khả năng là nó chạm cái gì đó mới nổ IC. Rồi tôi sẽ tìm những tụ lọc ha. Rồi tôi phát hiện thêm một cái vấn đề nữa, đó là về cái linh kiện tụ điện. Các bạn thấy đây, ở đây các bạn thấy là có vị trí là khách đã cũng chắc có khả năng là kỹ thuật cũng làm qua rồi nè. Các bạn thấy nguyên cái khúc là ở đây tụ mẻ hết đó, có khả năng là nguyên nhân đó các bạn. Rồi bây giờ trước tiên tôi sẽ tháo tất cả những tụ bị bể này ra. Rồi ok, thêm một nguyên nhân nữa các bạn, đó là từ cái giắc nguồn vô á, là kỹ thuật nó tháo mất cái linh kiện đó là VL7 VL4. Thì các bạn thấy nè, nếu mà từ cái giắc nguồn đi vô á, chúng ta thấy là 2-3 là nó kéo mát, 2-3 kéo mát, cho nên buộc là chân 2-3 phải có mát thì chúng ta mới thu được âm dương, nó mới tạo được cái điện áp chính xác ở đây chứ. Đó, trường hợp này là tôi phát hiện là ngay vị trí đó là VL4, VL4 và VL7. VL4 thì nó không gắn chung với VL7 đó các bạn, thì nó bị là mắc rồi nè, mắc cái linh kiện, mắc cái cuộn dây chúng ta rồi, thấy không? Đó, cho nên là tôi thắc mắc vì sao mà tôi câu từ câu vào cái cuộn dây với một bằng cái một cái xấu đó thì có đầy đủ áp, nhưng mà cứ gắm dắt nguồn này vô thì mở lên thì đo chỉ có là 12 V thôi. Bị gì do chân 2-3 chúng ta không có mát, cho nên từ dắt nguồn đi vô là nó không có tạo ra điện áp chính xác đó. Đây, như nãy giờ tôi đo các bạn thấy đó. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi câu mát ha, câu cuộn dây vào đây. Nếu mà chúng ta không có phát hiện là chúng ta cứ làm hoài ha, làm hoài nó không bao giờ ra. Rồi khả năng câu sẽ được luôn, một thiết bị muốn hoạt động thì cần phải có âm dương chứ, chỉ có dương không không có âm thì sao nó tạo ra được dòng điện ha, phải có dòng điện vô, âm dương phải có mới tạo được dòng điện. Rồi ok, rồi sau khi mà tôi câu cái mạch nối mát 3-4 nha các bạn. Đây tôi câu sợi dây đây, thì khi mà chúng ta câu đó thì nó mới tạo được cái dòng tải đi từ cái giắc adapter đó về cái nguyên nhân kia đó, ở đây này. Rồi thì đương nhiên bây giờ nó trường hợp này đó là bây giờ chúng ta sẽ cấp dòng lên thử. Bây giờ tôi sẽ mở máy cấp dòng lên 1-3. Cái phần mềm bị lỗi rồi. Hoặc 3.
Rồi, sau khi chỉnh gấp dòng rồi, tôi sẽ mở lại cho bạn thấy nha. Đây, ok, chúng ta thấy là dòng nó sẽ thay đổi. Bây giờ tôi sẽ đo ngay cái cụ đầu vào. Ok, các bạn thấy là nó mở được 13.46, tất nhiên là khoảng là 13.5 thì nó mới đủ điều kiện nó đổ vào đây để mở khối 3 năm. Ok, có 3 năm luôn ha, 5V. Rồi, vì thì ở đây á, do dòng máy đeo này á, là cái mạch GTC nó không đi vào SIO cho nên là nó sẽ không tự kích ha, cho dù chúng ta có gắn pin hay gắn CMOS gì cũng vậy. Bây giờ có nút kích, chúng ta sẽ kích thử. Đây các bạn thấy là nó ăn dòng là 0.1 0.133 rồi nó về là như vậy là kích tắt đó các bạn. Ở đây chúng ta sẽ đo các nguồn thứ cấp này, có là 1.0, có là nguồn gam nè, có nè. Nguồn CPU có nè. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ nạp đầy BIOS cái đã. Ok, bây giờ chúng ta tắt đi. Đồng thời tôi sẽ sử dụng đo cái tín hiệu mà các bạn thấy cái tín hiệu ở đây là tôi sẽ đo về cái nhịp xung xung nhịp của mặt sạc ha. Bây giờ chúng ta đo ngay vị trí con dây này có đúng là tạo được con mạch xung hay không. Đó. Rồi, tôi sẽ mở cấp dòng lên 0.14, tôi sẽ đo ngay xe tạo ra này các bạn thấy nha. Đó, cái chu kỳ của nó đó ha. Ha, rồi. Rồi đương nhiên thì 3 năm sẽ có rồi. Nhớ là cái chu kỳ 3V thì nó cái độ lệch pha nó cực kỳ thấp ha. Rồi về cái chu kỳ của 5V thì nó cao. Nếu mà các bạn cho về cái độ trễ của nó cao lên thì nó sẽ cao thôi. Ví dụ cho độ trễ nó lên là 20. Các bạn thấy đây nó chậm. Hai đó nha. Rồi cho điện áp lên là xuống đi, cho điện áp 2V thì nó sẽ nằm trên đây đó. Rồi nếu mà các bạn cho lên nữa, thường nữa tôi để là khoảng 50 nitro trên dây thì thu rất là thấp ha, 200 micro trên dây. Đó, đây là cái chu kỳ nó cao nè. 20, tôi lấy 200 luôn. Thì các bạn thấy nó chậm ha. Rồi. Lấy 500. Các bạn thấy cái chu kỳ đó nè. Đó, gì là có xung. Ok, bây giờ chúng ta đã hoàn thành rồi. Tôi sẽ tiến hành nạp BIOS ha. Vì men này á, một bạn kỹ thuật đưa qua cho một anh học viên của tôi và gửi cho tôi xem, chỉ có gửi gì thôi, không có tản hay không có máy gì hết. Bây giờ tôi chỉ test cho nó lên được là boot là tôi sẽ tắt ngay. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp BIOS. Đây tôi có con BIOS bên ngoài tôi nạp xong rồi, tôi sẽ gắn vô luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ mở cấp dòng lên.
Rồi, tôi sẽ kích nguồn thử nè. Các bạn thấy là ăn lên là 2.2. Bây giờ gắn ghi 3 vô nữa. Gắn 3 vô. Gắn chuột bút vô. Cổng USB bể hết rồi. Mấy bạn này làm cổng USB khách nó làm bể hết các bạn. Tôi chỉnh lại chút xíu. Này chúng ta nên gắn PC3 nha. PC3L á. Chứ chúng ta không có gắn PC3 được, PC3L. Trong này nó chạy điện áp là 1.35. Giờ cái dòng thế hệ này thế hệ thứ tư chạy 3. Ok, mở cấp nguồn lên. Rồi 2.89 siêu gắt nóng nha. Có người siêu rồi. Ok, tôi sẽ thay gan. Gấp dòng lên. Không chấm 94. Chúng ta đợi chút xíu thử nha. Thử xem chuột này nó có boot không. Nó lên đèn nó mới gọi là boot. Chúng ta cứ để cho nó đi test chút xíu nha. Tôi có gắn cái tản nhiệt chip nam này. Đây là điện năng tiêu thụ nha các bạn. Điện năng tiêu thụ là các bạn lấy cái dòng tải hiện tại nè, các bạn nhân với cái điện áp sử dụng nó sẽ ra cái điện năng tiêu thụ watt. Khả năng là boost rồi đó các bạn. Nhưng mà do cái cổng USB này có gì rồi. Dòng này nó ăn dòng thấp lắm. Ok, tôi gắn slot jam lên đây xem.
vẫn chưa bút được. Đây, để tôi nạp lại cái sổ khác nữa các bạn. Đây, về BIOS đó các bạn, nhiều tôi nạp nhiều cái sổ là nó sẽ không có chính xác. Bởi vì theo một cái mã gọi là Symantec á, nó là một, đây là DDHHZ32, tôi xin của anh học viên để gửi lấy cái vỏ máy để xem cái mã Symantec cho nó chính xác. Thì ở đây khi mà có cái Symantec rồi á thì chúng ta sạc lên đó là nó là Infinix 5548, các bạn chú ý nha. 5543, 5547 nó sẽ là i3 và i5 ha. Vega On hoặc là Vega G đó. Còn riêng 5548 này nó là chạy con i7, cho nên là chúng ta nạp những cái sụt khác vô nó không chạy, nó chỉ cần sai bị gì đó là men này là siêu dán, cho nên là các bạn cần phải tìm đúng cái sụt, tốt nhất là cái sụt zin và có cái server test. Chúng ta sẽ kết hợp lại thì nó sẽ thành một cái, đây nó như thế này nè, backup và một cái sụt, dùng một cái chương trình LBA để chúng ta eject và sửa lại cái file BIOS thì nó mới chính xác ha. Lấy cái bài BIOS xin chúng ta sửa lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kích lên thử nha. Rồi, chúng ta có một con chuột này. Tôi sẽ kích lên đó là đây. Các bạn thấy nó có cái gọi là cái sự thay đổi với cái dòng tải chưa? Đây. Hiển thị dòng lên được là 0.18. Ok, tôi sẽ thay game lại. Rồi, chúng ta sẽ thay game lại nha. Dòng này chúng ta không thể nào xuất hình trực tiếp qua cái cổng HDMI, có màn hình zin thì mới chính xác nha các bạn. CPU của chúng ta bắt đầu tỏa nhiệt rồi đó, nhưng mà vẫn chưa boot được. Ok, thay game khác thôi các bạn. Rồi, tôi thay game khác thì nó boot này các bạn. Đó, boot rồi đó. Ok. Đây, kích lại cái nữa nha. Dòng các bạn thấy nó thay đổi, nó sẽ dao động lên xuống này. Do khách không có gãy màn hình hay là vỏ máy gì cả, chỉ gãy một cái mainboard thôi, cho nên là tôi chỉ sửa đến cái giai đoạn này thôi,
Đây, chúng ta biết rằng men chúng ta đã bút rồi ha. Đây, quá trình mà tôi fit một cái máy đeo đó là Infogain 5548 chạy 7 nha, mắc nguồn đầu vào và đồng thời là lỗi BIOS không boot. Bây giờ đã ok hoàn thành rồi, thôi video tôi đến xin kết thúc ở đây nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau. Sẵn đây tôi cũng giới thiệu cho các bạn về cái que đo đồng hồ của tôi. Các bạn nhìn cái que đo nó sẽ có một sự khác biệt ha. Đây là que đo là gọi là loại tốt nhất để tôi sử dụng cho nó tương thích với cái đồng hồ của tôi hiện tại sử dụng cái Funke. Funke. Đó. Que đo này thì nó chúng ta sai số rất là thấp và đồng thời nó sẽ có một cái truyền tải rất là nhanh. Về que đo này nó có cái sức mà chịu nhiệt là 200 độ C, trên 200 độ C. Và độ âm của nó là âm 20 độ C. Đó, cho nên là khi các bạn thấy sợi dây này các bạn co rất là về cái đàn hồi, rất là tốt. Còn những mà cái que đo mà thường á, các bạn đây là que đo thường nè, các bạn thấy nó cứng nhắc à. Đó, tuy là nó dòng nó chịu được cái ampe cũng là 20 nhưng mà nó không bằng ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau nha.